Chào các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ làm tài xế lái xe khách 45 chỗ nha các bạn. Và đây chính là con Hyundai Universal. Ủa anh trai ơi, em đang giới thiệu luôn á anh trai. Đang tính giới thiệu làm sao mà cho nó mượt như xum siêu, tự dưng anh trai này chạy xe tấp đồng luôn các bạn. Được rồi, và trước khi tiếp tục video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và hiện tại bây giờ là mình đang trên đường đi đón khách nha các bạn. Đây, Hyundai Universal. À đúng rồi các bạn ơi. Góc nhìn thứ nhất này các bạn. Wow, nhìn đẹp thật sự luôn. Ui, sao mọi người cứ thích chạy xe tấp đầu mình dữ vậy ta. Tính ra là ngày hôm nay mình đang định làm anh tài xế thân thiện đó các bạn. Mà kiểu này mình nghe chắc thân thiện không nổi với mọi người quá. Mọi người chạy xe chán ghê luôn á. Mình chạy xe mình nhường dữ lắm rồi các bạn, mà mọi người cứ tấp đầu mình hết lần này cho đến lần khác nha. Để mình điện thoại cho hai anh ra đó cái đã. À mà thôi các bạn ơi, dù sao cũng sắp tới nơi rồi. Hai ảnh nói là hai ảnh đang đi mua xe nha. Ủa mà tự dưng có hai người đi mua xe mà đón con xe làm chi tới 45 chỗ chứ vậy ta. Nhưng mà thôi các bạn ơi. Nghề nghiệp của mình là phục vụ cho mọi người mà, không cần phải ý kiến ý còi các bạn. Cứ đi đến đúng chỗ đón mọi người, như vậy là được rồi các bạn ơi, khỏi cần ý kiến ý còi nha. Nào, mấy anh trai ơi, em ở đây nè. Ủa, có phải là anh trai này không? Ủa mấy anh trai ơi, hả? Mấy anh trai đi mua xe mà sao cái đầu mấy anh trai trùm khăn kì vậy mấy anh trai? Ôi, có chuyện gì vậy? Chuông ngân hàng vừa reo lên các bạn ơi. Ôi what, mấy anh trai này thực hiện phi vụ à? Rồi tốn luôn các bạn. Mấy ảnh thực hiện phi vụ mà mấy ảnh nói với mình là mấy ảnh đi mua xe. Lúc đầu là mình nghi nghi rồi các bạn ơi. Ôi mà tính ra mấy anh trai có thể thuê những con xe dịch vụ được mà. Thuê chi con xe 45 chỗ như vậy. Những con xe dịch vụ thì nó sẽ gọn hơn các bạn ơi. Khả năng tăng tốc của nó sẽ ngon hơn nha. Còn con Hyundai Universal này á, nó chạy nó chậm lắm các bạn. Thân xác của nó đồ sộ lắm nha, cao to, không có đen, không có hoi các bạn ơi. Di chuyển hơi bị chậm chạp nè. Ui, không biết mấy anh trai này tính sao luôn á. Chán mọi người thật sự luôn đó nha. Giờ làm sao đây ta? Được rồi, để mình xem thử đường đi đã các bạn. Rồi, mình sẽ quay sang phía bên đây nha. Mọi người ơi, mọi người cứ bình tĩnh nha, mọi người cứ bình tĩnh nha. Ui, mấy ảnh ngồi trong xe, mấy ảnh bắn những mi chai thật luôn các bạn. Ui, đừng có đụng mà. Con xe của mình chậm lắm các bạn ơi. Mỗi lần tăng tốc như vậy á, là hơi bị khó nha. Đụng một cái một thôi là tốc độ của con xe mình nó sẽ bị chậm lại đó. Mấy anh trai ơi là mấy anh trai. Lúc đầu là mình nghe đã ghi nghi được các bạn. Hai người mà thuê xe 45 chỗ. Nhưng mà có điều á, trả giá cho mình cao gấp 3 gấp 4 lần nha. Mình nhận luôn các bạn. Không ngờ là hai ảnh thực hiện phi vụ triệu đô trong ngân hàng. Hello mấy anh trai ơi, ngày hôm sau có thực hiện phi vụ thì nhớ nói em nha, đem xin vào ké với. Chứ em chạy xe thuê cho người ta, vậy mà hai anh trai thuê xe của em. Chứ chút xíu nữa em bị đuổi việc với các bạn. Mà như vậy là chắc rồi các bạn ơi, mình bị đuổi việc chắc luôn á. Chạy xe chở cốp như vậy, bị cảnh sát truy nã mà làm sao không bị đuổi việc được. Mấy anh trai ơi là mấy anh trai. Chán mảnh thật sự luôn á, mấy ảnh đang ngồi trên xe bắn quá trình bắn các bạn ơi. Rồi rồi mấy anh trai ơi. Ui cẩn thận cẩn thận cẩn thận, cái đoạn hơi bị căng này các bạn. Ba sao là mình chạy trốn cảnh sát hơi bị khó nha. Chỉ có một cách thôi các bạn ơi, đó chính là mình sẽ chui vào một cái đường hầm gần ở đây. À mình nghĩ như vậy có vẻ khá là ổn đó các bạn. Nắp như vậy thì sẽ ổn hơn nha. Chứ mình thấy chạy như vậy thì không ổn đâu. Đó 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 các bạn thấy không, cảnh sát chạy xe tấp đầu mình y chang như là phi luôn các bạn. Chán thật sự mấy anh trai này ghê luôn á. Phải chi mà thuê con xe 4 bánh, à không, một con xe 7 chỗ qua một con xe 4 chỗ, như vậy là trốn cảnh sát dễ rồi các bạn. Mấy con xe đó luồn lách dễ lắm, còn con xe của mình nó đồ sộ như vậy nè, luồn lách hơi bị khó nha. Toàn bị cảnh sát chặn đầu không à. Rồi bây giờ mình sẽ núp vào cái đường hầm chỗ này nha các bạn. Và hy vọng rằng mình sẽ mắc sao. Vừa đầu vào chạy xe khách như vậy là hơi bị toan nha. Còn mấy anh trai nữa, chút xíu nữa nhớ trả đúng tiền cho em đó. Không trả đúng tiền cho em là tới công chuyện mấy anh trai luôn. Có hai người thực hiện phi vụ mà cũng thuê chi con xe 45 chỗ.
Rồi các bạn, mình nghĩ mình nắp chỗ này như vậy là ổn rồi nè. Ui, phía trước, phía sau chặn đông rồi các bạn ơi. Ui, tự dưng bật đèn lên chi ta, cảnh sát sẽ dễ dàng phát hiện ra mình nha các bạn. Tắt đèn, tắt đèn. Rồi mấy anh trai ơi, em đảm bảo với mấy anh trai là mấy anh trai mắc sao chắc luôn á. Đây các bạn ơi, như vậy thì phải nói khá là easy nha, dễ dàng mắc sao lắm. Rồi 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 rồi, ok ok ok. Mấy anh trai nhớ đó nha, sau khi mà em chở mấy anh trai trốn cảnh sát xong đó các bạn, với tài lái xe tài ba của mình thì trốn cảnh sát không có gì gọi là khó nha, khá lì dày luôn đó. Được rồi, bây giờ mình sẽ chở hai anh trai này đi đến khu vực phía bắc nha các bạn. Điểm đến của mấy ảnh là khu vực phía bắc ha. Các bạn thấy không, mình chạy xe 45 chỗ mà mình trốn cảnh sát còn dễ như vậy. Thử hỏi mình chạy những con xe SUV hay là xe sedan, chứ trong vòng chừng 1 phút 30 giây là mình có thể trốn được mấy anh trai cảnh sát là các bạn ơi, chứ không có xử lý cồng kềnh như là như vậy đâu nha. Ba người đi trên một con xe khách, chán thật sự luôn á. Rồi mấy anh trai ơi, nhớ giữ đúng lời hứa đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến khu vực phía bắc nha các bạn. Rồi, mọi người mua đồ xong hết chưa? Nếu như xong rồi thì chúng ta bắt đầu lên đường thôi. Đường đi của chúng ta ngày hôm nay còn xa lắm. Sau khi chở hai anh trai đó đi đến khu vực phía bắc thì hiện tại bây giờ mình có thêm một nhóm khách mới rồi các bạn. Nhóm này thì có 4 người nha. Nhóm khách này muốn đi tham quan và đi du lịch ở khu vực vườn nho ha các bạn. Rồi mọi người lên xe thôi mọi người ơi. Mình đậu đây, mình đổ xăng này các bạn. Đây có can xăng chôm luôn. Đổ xăng miễn phí, đổ xăng miễn phí các bạn ơi. Có can xăng cho nên sẵn ở đó mình lấy luôn nha. Rồi mọi người, lên xe thôi mọi người ơi, lên xe thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Ủa, hình như là bà chị này. À, mọi người xếp hàng lên xe các bạn. Mọi người lên xe đi mọi người. Ủa, sao con xe của mình nó bị gì vậy ta? Sao đứng cứng ngắc rồi? Nào. Ồ, hình như có vấn đề rồi các bạn ơi. Con xe của mình nó bị gì rồi? Ủa, sao kỳ vậy ta? Sao mình lên xe không được? Rồi, mình thử mình lấy ra con xe khác nha các bạn. Wow, con xe này có màn cửa nè các bạn. Rồi rồi mọi người, lên xe. Mình thấy là mình bắt đầu mình thích rồi nha. Xe có màn cửa đây các bạn. Rồi mọi người, lên xe nhanh đi mọi người ơi. Con xe kia không biết bị sao đó các bạn ơi, chắc là nó bị lắc rồi. Ok, trong lúc chờ đợi mọi người lên xe thì mình sẽ thử chọn màn cho các bạn. Wow, có rèn cửa luôn các bạn ơi, đẹp thật sự luôn ha. Wow, cái màu này sao giống những màu con xe khách Việt Nam ghê không các bạn. Đây, ray yellow nè. Mình để màu này mình chạy các bạn. Nhìn màu này giống y chang như là màu xe khách ở Việt Nam luôn đó. Rồi mọi người lên xe đủ chưa? 4 người nha các bạn. Ok ok, để mình kiểm tra khách là một lần nữa cái đã. Rồi, bà chị này vừa lên xe cái có máy tính bảng bấm liền luôn. Anh trai này ngồi không? Ok, giờ đủ rồi các bạn ơi. Đủ 4 vị hành khách rồi nha. Mình nữa là 5. À không các bạn, mình là tài xế mà. Tự dưng cũng tính vô luôn, chán thật sự luôn ha. Rồi mọi người đã sẵn sàng chưa? Sao tự dưng giờ mình viền làm highlight quá ta? Nhưng mà thôi bỏ đi các bạn ơi. Con xe này tốc độ không có các bạn, làm highlight thế nào nó cũng bị vướng lại à. Tập trung làm tài xế cho chắc nha. Và bây giờ mình sẽ chơi góc nhà thứ nhất ha. BOV, tài xế lái xe khách 45 chở với các bạn. SOS, à không các bạn ơi. SOS là cầu cứu mà, AKA Bus Simulator nha các bạn. Trò chơi lái xe buýt giả lập ha, tự nhiên cái SOS. Được rồi, để mình xem thử đường đi cái đã. Mình quên checkpoint rồi các bạn ơi. Nhưng mà đường đi của nó cũng khá là dễ luôn. Rồi mình sẽ chở mọi người đi bằng đường tắt nha. Đến đoạn này thì tốc độ giới hạn của nó chỉ là 50 thôi các bạn ơi. 50 mai nha, 50 mai nha. Đây các bạn. Rồi, ui, cái gì vậy? Hình như là có ai đó vô quẹt trúng xe mình hay sao á. Mình nghe cái rõm luôn các bạn. À, cái bánh bên phía tay trái đằng sau các bạn ơi. Mình ngồi trong xe vậy chứ mình thính lắm các bạn. Mình nghe cái rõm liền luôn á. Nhưng mà cũng may xe mình là xe khách nha. Mấy cái trầy như vậy á thì không có thấm thía nhầm nhòi rồi các bạn ơi. Rồi, chạy đi mọi người ơi, tranh thủ chạy đi mọi người ơi. Đó. Nếu không là kẹt xe như là chơi đó các bạn. Bữa nay là ngày cuối tuần mà.
Rồi để mình xem thử nào. Wow, đến đoạn này vẫn là giới hạn tốc độ 50 thôi các bạn. Ok, mình sẽ cố gắng tuân thủ luật lệ giao thông nha, chạy đúng luật thôi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi bằng đường đường nào đây ta? Hay là mình chở mọi người đi xem đua xe các bạn? Giải đua xe à? Bên đây nè các bạn ơi, bên đây nè nha. Rồi chở mọi người đi xem đua xe luôn, không hay là không lấy tiền đó các bạn. Mình chở khách đi chơi mà, vòng vòng ở khu vực này có mấy cái địa điểm ăn chơi gì á thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết hết nha. Và đây trước mặt mọi người chính là giải đua xe. Ui cái gì vậy? Ủa sao chạy đến cái đoạn đó cái kính của mình nó bị vỡ rồi, không biết lý do vì sao luôn các bạn. Và đây mọi người đang trên cung đường, đường này được gọi là đường đua xe F9 đường của những giải đua ao làng, nhưng mà hay lắm các bạn ơi. Tuy là giải đua ao làng nha, nhưng mà mấy anh trai này đua hơi bị khét đó các bạn. Thắng trái bố trái phanh luôn, hỏi sao không khét được. Rồi mọi người ơi, mọi người quan sát nha, chuẩn bị có một chặng đua thứ hai rồi. Và mình cũng đã sắp đến vườn nho rồi các bạn ơi. Vườn nho là ngay phía trước mặt mình luôn ha. Rồi mọi người, đây chính là giải đua xe ao làng. Ủa đã mất tiêu rồi ta, mình tưởng nó còn giải nữa chứ. Nào mọi người, đua xe đi mọi người ơi. À kia rồi. Và đây để mình nhường đường cho mọi người đua xe nha các bạn. Đó mọi người có thấy không, hai anh trai đang đua xe đó mọi người. Để mình xem thử mấy anh trai nè các bạn. Đây, tay đua đến từ vùng quê bất ổn. Ờ cái mặt anh trai này nhìn thân thiện quá ta. Còn anh trai này, đây các bạn. Ồ mọi người mặt nhìn thân thiện quá các bạn ơi. Không có hổ báo giống như là mấy thanh niên ở vùng quê bất ổn nha. Mọi người ở đây nhìn thân thiện ghê luôn á. Rồi mọi người, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thẳng tiến đến khu vực vườn nho nha. Mình sẽ chạy đến cái đoạn phía trước đây các bạn ơi, rồi sau đó mình sẽ rẽ sang vườn nho ha. Đi bằng đường này thì xe không có nhiều các bạn, nhưng mà nó là đường đất cát nha. Chạy chút xíu cái xe của mình nó dơ lắm. Đâu rồi ta? Đây các bạn, nó bám bụi với hài à. Còn chạy đường ngoài kia thì xe hơi bị đông nha. Vào đây thì vui hơn các bạn, cho nên là mình ưu tiên mình chở mọi người đi bằng đoạn đường này ha. Đây ở đây cũng có khá là nhiều đi phượt nè các bạn ơi. Đây mọi người đang đi trekking nè các bạn. Đó mọi người chuẩn bị đến vườn nho nha. Rồi rồi mọi người, mọi người chuẩn bị máy ảnh gì hết đi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thẳng tiến đi đến khu vực vườn nho đó mọi người. Nào anh trai ơi, anh trai ơi, làm gì mà căng thẳng như vậy? Ui cái gì vậy? Các bạn nhìn kìa, anh trai hành khách đi chung với mình anh bị làm sao vậy? Nào mọi người bình tĩnh, lên xe, lên xe, lên xe mọi người ơi. Chúng ta sắp đến vườn nho rồi. Ủa sao kỳ vậy? Anh trai đi chung với mình hình như là ảnh bị nhiễm dịch bệnh hay sao đó các bạn. Các bạn nhìn kìa, cái tướng đi của anh quẩy quẩy ghê luôn á. Còn anh trai nữa, lên xe, lên xe, lên xe nhanh lên đi. Chắc là chuyến đi ngày hôm nay mình phải tạm hoãn lại quá các bạn ơi. Anh trai đi chung với mình ảnh bị nhiễm dịch bệnh zombie rồi. Còn riêng mình, đó các bạn nhìn kìa, mình đang đậu xe đây luôn á. Rồi thôi toan rồi các bạn. Mọi người không lên xe thì thôi, bây giờ mình sẽ rời khỏi đây nha. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Rồi 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 các bạn nhìn kìa, khu vực này mọi người bị nhiễm zombie rồi các bạn. Wow. Hả? Dịch bệnh zombie hay là những con ký sinh trùng như là ở tập trước chúng ta đã từng gặp các bạn. Để mình lui ra đây mình xem thử nha. À anh trai này ảnh vẫn chưa bị nhiễm nha. Vậy thì lên xe nhanh đi mọi người. Mọi người ai chưa bị nhiễm thì lên xe nhanh lên đi. Rồi luôn ông chú đó, tông thẳng vào xe của mình luôn các bạn. Rồi toàn anh trai rồi. Mọi người lên xe nhanh lên đi mọi người ơi. Tính ra là mình đứng chờ mọi người hơi bị lâu đó các bạn. Mình kêu mọi người lên xe đi mà. Lần cuối nha mọi người. Chắc kiểu này chắc mình phải bỏ của chạy lấy người quá các bạn ơi. Chứ vậy là không bỏng rồi. Con xe này bây giờ đối với mình đó, nó cầm kềnh quá. Nào xuống xe. Thủ sẵn súng luôn các bạn ơi. Dịch bệnh zombie nè. Đã vậy còn lên sao nữa chứ. Rồi 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 mình sẽ mượn con xe này nha. Mọi người ơi, bây giờ mọi người không cần phải lên xe với mình đâu. Chỗ này bây giờ nguy hiểm quá rồi các bạn. Cảnh sát còn đến đây tìm mình nữa chứ. Ủa? Mấy anh là cảnh sát ơi, có cái gì đó sai sai không các bạn?
Tự nhiên bây giờ ở đây mọi người bị nhiễm bệnh được các bạn ơi, mà cảnh sát còn đến đây tìm mình được nữa hả? Thôi tạm biệt mấy anh cảnh sát nha, mình đi đây, mình đi đây. Cảnh sát thế nào cũng bị nhiễm dịch bệnh thôi các bạn ơi. Bởi vì ở đây hiện tại bây giờ mọi người bị nhiễm dịch bệnh rồi nè, cảnh sát cũng trong hoàn cảnh đó thôi. Chuồn khỏi ra thượng sách nha. Để thử mình tìm một cái tiệm tạp hóa gần ở đây. À đây các bạn ơi, ui xa dữ vậy ta. Mình quay ngược lại hả? Mình sẽ lại cái tiệm tạp hóa gần ở đây để mình tìm thức ăn và đồ uống nha các bạn. Bởi vì bây giờ mọi người bị nhiễm dịch bệnh rồi các bạn ơi, thì thế nào một chút nữa cả khu vực này tất cả mọi người đều cũng sẽ bị nhiễm dịch bệnh ha. Tìm thức ăn và thức uống đó là ưu tiên hàng đầu của mình nha các bạn. Mình chạy ra ngoài đây thế nào mình cũng gặp những anh chị hành khách đi chung với mình à. Mình kêu mọi người đi về đi các bạn ơi, khỏi cần đi chung với mình nữa. À đây mọi người đấy. Ui bà chị, thôi bà chị đó cái mỏ máu không các bạn ơi. Anh trai lên chung. Ui bà chị đi chung em được hả? Đây các bạn nhìn nè, sao cái người có bả máu không vậy? Lên anh trai nữa, lên mình chở đi nè. Ui mình nhiệt tình đến như vậy thì thôi chứ, mình kêu lên xe đi mình chở đi, còn ở đó cầm súng bắn nữa chứ không ổn đâu các bạn ơi. Còn bà chị này mặt mũi vậy đi chung với mình không biết á, chút xíu nữa mình có bị nhiễm dịch bệnh hay là không nữa, lo lắng sợ quá các bạn ơi. Rồi, để mình xem thế đã. Nào mọi người, từ từ mọi người ơi, đừng có đuổi theo mình nữa mà. Mình nghĩ bây giờ mình sẽ tìm cách để mình trốn cảnh sát quá các bạn, mà mình không biết lý do vì sao. Ui các bạn nhìn kìa, một con xe lao xuống vách núi luôn, hơi bị căng đó. Mà mình không biết lý do vì sao mình lên sao nữa các bạn ơi. Rõ ràng là mình có làm gì cảnh sát đâu ta, không lẽ là mình mượn con xe này cái mình lên sao? Ôi như vậy thì có vẻ hơi bị to nha các bạn. Mình thấy anh trai kia bỏ xe rồi, cho nên là mình thấy cái xe này không có ai chạy hết, tạm thời mình mượn thôi các bạn. Mà cảnh sát cũng đuổi theo truy nã mình nữa hả? Rồi quẹo đây thôi các bạn ơi, cảnh sát sẽ không tìm được mình đâu. Rồi ok, tạm thời bây giờ thì mình sẽ nấp lên đây cho mắt sao nha. Rồi sau đó mình sẽ ghé vào một cái tiệm tạp hóa gần ở đây để mình lấy đồ ăn và thức uống hết các bạn. Hai bà chị này đi chung với mình luôn. Ơ như vậy thì cũng được. Ngày tận thế rồi các bạn, đi chung với mình lại có thêm hai bà chị gái nữa, như vậy thì phải nói khá là ổn ha. Nhưng mà có một bà chị bị nhiễm zombie rồi các bạn ơi. Rồi luôn, toan rồi, nào chạy lên đây, chạy lên đây. Ui bị vướng lại rồi hả? Cố lên. Cảnh sát đông mà đông dữ vậy ta, khó chịu thật sự luôn các bạn ơi. Bị cảnh sát đuổi theo truy nã như vậy khó chịu lắm nha. Ôi chỗ này có một cái đường cho mình đi lên nè các bạn ơi. Đây, đó. Đủ mấy anh đại cảnh sát tìm được em nha. Mình đứng phía trên đây mình chờ cảnh sát luôn các bạn. Chỗ này thì mình nghĩ khá lộn đó. Ui hai bà chị, hai bà chị rời bỏ em rồi à. Lên xe đi hai bà chị. Rồi ok, mình sẽ đứng ở đây nha các bạn. Cảnh sát sẽ không tìm được mình đâu. Đến chỗ đó có một cái vách đó, nó khá là thẳng đứng nha. Muốn chạy lên cái vách đó cũng khó lắm. Rồi, không tìm được mình đâu, mình đảm bảo với các bạn luôn á. Căng ghê luôn ta. Tự dưng mượn cái con xe thôi mà giờ lên sao rồi. Tính ra mình không mượn con xe này chắc từ nãy giờ mình đến tiệm tạp hóa, mình lấy đồ ăn và thức uống xong rồi đó các bạn. Căng ghê luôn ha. Ủa, hay là mình cầm khẩu súng gan mình bắn zombie ta. Hình như là như vậy đó các bạn ơi. À mình nhớ rồi. Mình cầm khẩu súng gan mình bắn zombie. Hèn chi nói làm sao lên sao. Đã như vậy còn đổ qua với mấy tên cảnh sát nữa chứ. Chứ thông thường mình nhớ là mình mượn xe như vậy nè các bạn là khả năng lên sao thấp lắm. Đổ quan cho người ta mới ghê chứ. Rồi ghé vào tiệm tạp hóa đây, tìm thức ăn và đồ uống, hy vọng rằng nó vẫn còn nha các bạn. Ui quay sang phía bên đây. Rồi ok, chạy thẳng xuống dưới đây luôn. Ồ khá lộn đó. Hai bà chị ơi, hai bà chị nhớ đi chung với em nha. Em đi của mình em sợ ma lắm. Đi chung có hai bà chị này vậy chứ có vũ khí các bạn ơi. Tính ra là hai bà chị này cover cho mình khá là nhiều luôn ha. Ui chỗ này thì mọi người đã hết bị nhiễm dịch bệnh rồi các bạn. À khu vực này an toàn rồi các bạn ơi, may mắn quá. Khu vực này an toàn rồi nha. Clip. Ủa mọi người bắn gì vậy mọi người? Khu vực này an toàn rồi mà. Ủa mình đâu thấy có zombie hay là sót sống gì đâu, cũng không có cái sinh trùng luôn. Ô rồi đi vào đây tìm thức ăn thôi các bạn. Ui ông chú, what, ông chú là zombie các bạn ơi. Ui ông chú là zombie rồi. Nào mọi người lấy thức ăn và đồ uống đi mọi người ơi.
Ở đây có khá là nhiều đồ hộp luôn á. Mì nè, đồ hộp nè, thịt nguội nè, thức uống nè. Ui, anh trai kia. Mình thấy tướng chạy là mình nghi lắm các bạn ơi. Đây, góc nhìn thứ nhất đây. Bây giờ chủ yếu là mình sinh tồn nha các bạn. Rồi, để mình xem thứ đã. Nào, bà chị né sang bên đi. Đây các bạn ơi, bình thường nếu như bà chị này vậy nè, là bà đã biến thành zombie rồi. Hay đây là máu của người ta ta? Mình nghĩ cũng có thể như vậy đó các bạn. Đó, mình nghĩ có thể là máu của mọi người nha, chứ không phải là máu của bà chị ấy đâu. Rồi, mình đã lấy đủ thức ăn và đồ uống rồi các bạn ơi. Rồi, zombie nè, một phát một vào đầu nha. Hơi bị ghê đó, hơi bị ghê đó. Zombie nè, ký sinh trùng nè, đủ thứ các kiểu có đà điểu với mình hả? Tới công chuyện luôn các bạn ơi. Rồi, rồi, rồi. Mình nghĩ là mọi người ở đây đang đến giai đoạn 3 nha các bạn. Giai đoạn 4 thì hôm bữa chúng ta đã từng gặp rồi ha. Giai đoạn 4 thì phải nói khá là ghê luôn á. Đó, các bạn nhìn kìa. Rồi, bắn cho mấy phát xịt găng luôn nha. Mình đang suy nghĩ là mình không biết có nên đợi xe hay là không đấy các bạn. Dù sao thì con xe của mình nó đã bị hư hỏng khá là nặng rồi ha. Để mình xem thử đã. Ui, con xe này cái biển số làm sao mà dính máu me không vậy? Màu xanh luôn mới ghê chứ. Con xe này cũng ổn rồi các bạn ơi. Con xe này cũng được nè. Thôi thôi thôi, mình mượn con xe này nha. Rồi mọi người, con xe này còn mới nè mọi người ơi. Con xe kia của mình đó thì cũ kỹ reset rồi các bạn. Rồi luôn. Bà chị kia đi chung với mình. Nào 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 nào. Thôi toàn rồi các bạn ơi. Mọi người bị cắn rồi, mọi người bị cắn rồi nha. Mọi người bị cắn rồi các bạn ơi. Bà chị còn lên xe được không? Còn lên xe được thì mình cho lên xe đi chung với mình các bạn. Bà chị nữa. Ui, mấy con zombie này. Lên xe như lên nha bà chị ơi. Ủa, sao bà chị này cái mặt hết nhiễm máu rồi các bạn? Hơi bị ảo nha. Hơi bị ảo đó các bạn. Rồi lên xe, lên xe, lên xe, lên xe, lên xe mọi người. Ôi các bạn ơi. Hồi nãy á, thì mình còn thấy cơ thể của bà chị đi chung với mình toàn máu me không à. Mà mình không biết lý do vì sao. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà hiện tại bây giờ bà hết máu rồi các bạn. Ủa, không lẽ là lấy độc trị độc được ta? Đang bị nhiễm dịch bệnh zombie đó các bạn. Đưa cho zombie cắn cái xong ghét bị nhiễm zombie luôn. Nghe có vẻ hơi bị ảo nha. Nhưng mà điều đó là chứng minh được các bạn ơi. Chán thực sự luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ chở hai bà chị này đi đi đâu mình nghĩ cũng không biết nữa các bạn ơi. Bởi vì hiện tại bây giờ mọi người bị nhiễm dịch bệnh rồi. Có thể là mình sẽ tìm một cái nào đó ẩn náu ha. Ok, để mình xem thế đã. Tìm một cái nào đó ẩn náu để cho mọi thứ ổn đi các bạn. Rồi sau đó mình sẽ sinh tồn nha. Rồi luôn, đụng rồi. Ok mọi người ơi, cho mình xin đường, cho mình xin đường nha. Rồi, và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mình sẽ chở mọi người rời khỏi đây ha các bạn. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Dickhead.